Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Quốc Dũng, 55 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận về tội mua dâm người dưới 18 tuổi và NTKN, 47 tuổi, quê Hậu Giang về tội môi giới mại dâm. Theo hồ sơ, N và Dũng quen biết nhau từ trước. Khoảng tháng 4 năm 2023, biết N đang chăm sóc con gái ruột là cháu NKPU sinh năm 2009 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, phường Bến Nghé, quận 1. Để điều trị bệnh tiểu đường mạng tính nên Dũng đến thăm và cho tiền. Trong lúc nói chuyện, Dũng tâm sự việc buôn bán gặp khó khăn thì N gợi ý việc quan hệ với gái còn trinh tiết sẽ giúp may mắn hơn. Người mẹ này thậm chí còn gợi ý bán cái ngàn vàng của con gái cho Dũng để lấy tiền. Sau đó, N đưa con gái về Hậu Giang và gọi điện thoại xin Dũng 100 triệu đồng để mua đất dưới quê. Kết quả điều tra xác định, cả bà N và Dũng đều hiểu là giá mua trình tiết cháu U, nhưng Dũng trả lời không đủ tiền. Ít hôm sau, N lại gọi xin Dũng 60 triệu đồng. Thực chất là N báo giá bán trinh theo số tiền này thì Dũng đồng ý, nhưng sau đó Dũng lại trả giá xuống 30 triệu đồng thì N chấp nhận. Hồ sơ thể hiện, sau khi ngã giá xong với Dũng, N nói với con gái việc cho Dũng quan hệ thì sẽ có tiền chữa bệnh nên cháu đồng ý. Từ đó, N đã hai lần đưa con gái từ Hậu Giang lên thành phố Hồ Chí Minh gặp Dũng vào các ngày 16 tháng 8 năm 2023 và ngày 8 tháng 12 năm 2023 ở cùng một khách sạn trên đường Cù Lao, phường 2 quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hồi tháng 3, trong lần lên bệnh viện điều trị cháu U đã kể lại sự việc cho cha ruột, người cha trình báo công an làm việc với cơ quan điều tra, N và Dũng khai nhận hành vi phạm tội. Dũng cho biết, ngoài hai lần trực tiếp đưa cho cháu bé 18 triệu đồng tại khách sạn thì N nhiều lần gọi điện xin tiền làm vốn buôn bán và lo sinh hoạt nên ngầm hiểu là đòi tiền còn thiếu. Dũng đã chuyển khoản cho N tổng cộng 25,3 triệu đồng. Trong khi đó, N khai ngoài tiền hỗ trợ mua vé xe chỉ nhận được 18 triệu đồng từ Tiền Dũng và đã tiêu xài hết. Anh M 45 tuổi, cha của cháu U, dường như vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau kể từ ngày phát hiện sự việc xảy đến với con gái. Theo lời kể của anh M, 4 năm trước, anh và người sống chung như vợ chồng đường ai nấy đi. Sau đó, mẹ cháu U giành được quyền nuôi dưỡng cả hai con gái. Khoảng thời gian đầu, anh có tru cấp tiền để phụ nuôi các con, nhưng vì phát hiện chị N sống chung với người đàn ông khác, anh quyết định dừng chu cấp tìm cách đòi lại con nhưng thất bại đến thời điểm tết nguyên đán 2024 khi liên lạc được với chị N anh M xin được dẫn các con về chơi vài ngày đồng thời chuyển tiền giúp người tình cũ trả nợ anh em M chia sẻ thêm sau khi đưa các con ra phan thiết chơi và nhờ một người bạn làm ăn với mình chăm sóc cháu U lúc này cháu có tâm sự với bạn tôi rất nhiều vô tình lại nhắc đến việc viết nhật ký nhờ xem được quyền nhật ký chuyện bé bị xâm hại mới lộ ra Nghe bạn kể sự việc của con, anh M dù ngỡ ngàng vẫn cố chấn tĩnh. Nhưng khi đọc từng dòng con viết kể lại những bi kịch mà bản thân đã trải qua, người đàn ông mới thực sự bàng hoàng. Mẹ lấy trinh tiết của con, bán cho người ta, vậy mà mẹ nói không hàn tiền. Từng câu từng chữ trong quyển nhật ký như những nhát dao cứa vào trái tim của người cha. Anh M chia sẻ, thời điểm ấy bản thân sốc đến bật khóc. Thông qua sự giới thiệu của bạn bè, anh tìm được số điện thoại đường dây nóng của Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lập tức, người cha gọi ngay khi lý trí không kịp nhận ra là đã nửa đêm. Nhưng cũng trong chóng vánh, anh được luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, chi hội trưởng chi hội luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh nhấc máy và tiếp nhận thông tin. Trước mức độ nghiêm trọng của sự việc, luật sư Ngọc Nữ gọi ngay cho tiến sĩ, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, phó giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 2, nơi bé gái đang nằm điều trị thời điểm trên. Từ cuộc gọi lúc 23 giờ một kế hoạch giải cứu bệnh nhi nghi bị xâm hại được vạch ra khẩn cấp. Ngay sáng sớm hôm sau, bệnh viện đã hỗ trợ để tách bé ra một phòng riêng và làm việc với người mẹ. Chỉ trong vòng 30 phút, đối tượng bán con bị công an bắt giữ và vụ án được phá thành công. Liên quan đến vụ tin đồn nữ công nhân Samsung lây HIV cho 16 người, công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm rõ các đối tượng trong vụ việc. Theo thông tin mới nhất, ba đối tượng bị điều tra về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông gồm Nguyễn Hồng Quân, sinh năm 1995, trú tại phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, đang làm việc tại công ty Samsung, Nguyễn Đức Nam, sinh năm 1995, trú tại phường Lương Sơn, thành phố Sông Công và NLH, sinh năm 1995, trú tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Theo cơ quan chức năng, hôm 25 tháng 7, qua nhóm Facebook Hội Trai Sinh Gái Đẹp SEV, SEV, SEVT, SDV, SMV, Hanson, Samsung và Zalo tên Giáo Án, Nguyễn Hồng Quân đang làm việc cho công ty Samsung thấy hai video có nội dung phản cảm, đồi trụy. Trong đó có thông tin hình ảnh một người nữ giới làm việc tại công ty Samsung đã lây nhiễm bệnh HIV cho nhiều người. Sau đó, Quân dùng tài khoản nội bộ công ty Samsung tìm kiếm thông tin của chị CDG là nhân viên công ty Samsung và dùng điện thoại chụp lại, chia sẻ lên nhóm Zalo giáo án. 10 phút sau, Quân thu hồi lại hình ảnh nhưng đã bị nhiều người khác chia sẻ, lan truyền trên các mạng xã hội. Quá trình mở rộng vụ việc liên quan đến các đối tượng trong nhóm Zalo tên giáo án, ngoài đối tượng Nguyễn Hồng Quân, Công an tỉnh Thái Nguyên đã làm rõ hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy của hai đối tượng khác là Nguyễn Đức Nam, Chia sẻ một video có nội dung phản cảm, đồi trụy vào nhóm và NLH chia sẻ hai video có nội dung phản cảm, đồi trụy vào nhóm. Liên quan đến vụ việc này, công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị Nguyễn Thị N, trú tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân khi chia sẻ những thông tin sai sự thật điều đáng nói dù đây là sự việc không có thực cơ quan công an đã đưa ra cảnh báo người sử dụng mạng xã hội không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng sai sự thật là hành vi vi phạm pháp luật có thể truy cứu trách nhiệm hình sự tuy nhiên những thông tin độc hại này vẫn tiếp tục được nhiều diễn đàn mạng xã hội chia sẻ lưu giữ nhằm mục đích câu view trước việc xử lý quyết liệt các hành vi thông tin sai sự thật trên không gian mạng của công an tỉnh thái nguyên vừa qua nhiều fanpage trên mạng xã hội facebook đã xóa dấu vết thông tin vụ việc này khỏi hệ thống để tránh bị xử phạt Tuy nhiên, vẫn còn một số fanpage câu lưu thông tin không chính xác này nhằm thu hút tương tác. Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ vụ việc trên cho công an thành phố Phổ Yên để tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo thẩm quyền. Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc liên quan đến hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông của các đối tượng. Ngày 1 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ vụ án cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người tử vong sang tòa án nhân dân cung cấp để xem xét đưa ra xét xử. Có 6 bị can liên quan đến vụ án này bị truy tố, trong đó 5 bị can gồm Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú, Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng, Phạm Thị Hồng, cựu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Dương và Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty thi công bị truy tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Còn bị can Nguyễn Văn Võ, cựu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Thuận An, bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó vào cuối năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đề nghị truy tố 4 bị can gồm Lê Anh Xuân, Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy và Nguyễn Văn Võ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau đó tòa đã trả hồ sơ đề nghị mở rộng điều tra, kết quả điều tra phát hiện thêm hành vi vi phạm của hai bị can gồm Phạm Thị Hồng, cựu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Bình Dương, và Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh. Theo hồ sơ, Hồng nhận thi công và hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy của cơ sở karaoke An Phú. Do không đủ điều kiện về chuyên môn và cơ sở pháp lý để thi công và hoàn thiện hồ sơ xin nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy của cơ sở karaoke An Phú, nên Hồng đã thuê ông Nguyễn Nhất Linh, sinh năm 1981, ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thi công hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy của cơ sở karaoke An Phú. Sau khi ông Linh thi công xong, Hồng lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp với Phạm Quốc Hùng, cựu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Dương đã bị khởi tố, tác động hùng nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở karaoke An Phú. Hùng không thực hiện nghiệm thu đúng quy định mà lập khống biên bản kiểm tra, nghiệm thu. Sau đó, Hồng đưa biên bản kiểm tra nghiệm thu cho Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh, là công ty có đủ chức năng thiết kế, thi công các hạng mục liên quan đến phòng cháy chữa cháy theo quy định và nhờ luôn ký khống vào biên bản. Nguồn tin cũng cho biết, đối với vi phạm của cán bộ liên quan đến công tác quản lý xây dựng, cấp phép chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ sang cơ sở kinh doanh và công tác kiểm tra hệ thống điện, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã trả hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương để điều tra bổ sung làm rõ trách nhiệm tuy nhiên đến nay thời hạn điều tra đối với vụ án này đã hết nên cơ quan điều tra tách ra để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau